mẹ mới về à? Tôi vừa đi thăm người đẻ về đấy. Nhà này vô phúc, vớ phải cáo điếc, nên đến bây giờ không có nổi được đứa cháu mà bế bổng. Vợ chồng con mới cưới được có một năm, mẹ cứ thưa thư, rồi vợ chồng con cố ạ. Thư thư đến bao giờ? Chị tưởng chị còn trẻ lắm đấy à? 30 tuổi rồi đấy, có mà vô sinh, không đẻ được nữa ấy. Mẹ, người ta nuôi con gà, người ta còn đẻ lấy được chứ. Đằng này á, lấy vợ cho con trai mà mãi không đẻ nổi cháu thì tôi nuôi con gà mái còn hơn. Mẹ, mẹ cứ từ từ ngồi xuống đây đấy ạ. À, anh đã trắng mắt ra chưa? Ngày trước tôi cản anh thì anh không nghe. Tôi biết nhà nó mấy người vô sinh, con nòi không đẻ được rồi. Thế bây giờ thì anh đã thấy chưa? Mẹ, chuyện sinh nở, mẹ càng gây áp lực thì càng khó có con. Mẹ cứ từ từ để vợ chồng con tính. Anh muốn tính thế nào thì anh tính. Anh đừng có để đến đời anh lại tuyệt tôn nhá. Mẹ, mà chị không đẻ nổi, thiếu gì người đẻ được. Xong rồi đấy. Có vợ, sướng thật đấy. Nào, okay. Anh này. Người ta không được hôn vợ người ta à? Không được. Như nào? Hết trò rồi à? Mẹ, đây là phòng khách đấy. Mẹ à? Bọn con đùa tí thôi mà mẹ. Dạ, chào anh chị ạ. Mẹ ơi, đây là... Là em Phương, con Bắc Hải, cùng quê với nhà mình ở dưới quê. Vâng. Em ấy đang lên đây để xin việc. Mẹ bảo nó về nhà mình ở luôn, cho đỡ tốn tiền thuê nhà. Với lại nó cũng giúp gia đình mình làm việc nhà nữa. Vâng ạ. Giờ cháu lên tầng 2. Phòng ở bên trái là không có người ở đâu, cháu ở luôn ở đấy nhá. Dạ vâng. Chào chào cô. Em chào anh chị ạ. Mẹ ơi, em ấy cũng không phải là họ hàng gì với nhà mình ấy ạ. Ở cùng thì có hơi bất tiện à. Chị là chủ nhà này à? Dạ không. Không phải là chủ thì không có quyền quyết định. Còn nếu chị không thích, có thể dọn ra ngoài. Mẹ, còn con nữa đấy. Dạ. Dù sao thì người ta cũng là người cùng quê, con phải đối xử tốt với người ta vào. Cô ạ. Ở đây đã quen chưa cháu? Cũng đã 1 tháng rồi, cháu quen rồi ạ. Tình hình giữa cháu với thằng Mạnh đã có tiến triển gì chưa? Anh Mạnh, anh ấy chỉ biết mỗi chị Quỳnh thôi. Nước chảy đá mòn. Thằng con trai nào mà chả thèm của lạ. Chỉ cần cháu có một đứa con với thằng Mạnh thôi là cô sẽ sẵn sàng đón cháu về làm dâu, làm chủ cái nhà này luôn. Lên thành phố mà sống, ở dưới quê làm gì cho nó vất vả ra. Vâng. Cố ạ. Lên nhá. Anh chào. Con về rồi đấy à? Anh ơi. Kệ tôi. Sao mà say thế hả con? Công ty con mày có tiệc. Uống hơi quá chén. Con lên phòng nghỉ đi nhá. Này, không bà. Đi theo nó lên, à? Lên. Dạ, nhưng mà tí chị Quỳnh. Con Quỳnh nó đi làm 6 giờ chiều nó mới về. Đừng phụ lòng tin tưởng của cô đấy nhá. Đi, cố lên, cố lên. Mình cùng cố gắng có con nhé. Bỏ ra. Cô làm cái gì thế hả? Anh Mạnh, cho em xin một đứa con. Bỏ tôi ra. Vợ tôi về bây giờ đấy. Cho em xin một đứa con. Bỏ tôi ra. Anh ơi. Vợ, không nhìn những gì vợ nghĩ đâu. Anh cậu tôi. Cô làm gì đến giường tôi? Cứ đàn bà dám đánh chồng, bố tưởng cô là ai? Thế thấy chồng mình và người con gái đang trên giường với nhau, cô không biết đánh cả. Không được, lỗi này tất cả là do cô. Bởi vì cô không đẻ được cho nên tôi phải kiếm người về đẻ cho nó. Cô phải nhìn thấy cái tội của mình chứ, sao lại đổ lỗi cho nó? Hóa ra tất cả ngay từ đầu là do mẹ sắp xếp à? Chính xác. Nếu cô không chịu đựng nổi, có thể ly dị. Tôi đây chẳng mừng quá đấy. Mẹ, người không đẻ được là con chứ không phải vợ con đâu ạ. Mẹ đọc đi ạ. Đây là kết quả xét nghiệm, chính tay con đã đi lấy về. Con chưa dám đưa cho mọi người xem. Còn cô nữa, tôi không có khả năng cho con đâu. Nếu cô
vào đây để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi thì mời cô đi cho. Anh xin thề với vợ là anh chưa bao giờ phản bội vợ cả. Vợ đừng giận anh nhá. Quỳnh, Quỳnh, sao lại thế này hả con ơi? Quỳnh nó lại muốn ly dị không hả con? Thấy chồng lên giường người phụ nữ khác, lại còn mới biết tin chồng vô sinh, cả đời không được làm mẹ. Nếu là mẹ, mẹ thấy thế nào ạ? Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Mẹ. Vợ, có phải vợ định bỏ anh không hả vợ? Vợ, em yêu anh thì làm sao em bỏ anh được. Em nghĩ kỹ rồi, chỉ cần vợ chồng ta ở với nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Nếu không sinh được thì vợ chồng mình nhận con nuôi anh nhá. Anh cảm ơn vợ. Mọi con nhận con nuôi anh nhá. Được con ạ. Mẹ xin lỗi các con. Hồ sơ này là hồ sơ giả. Đây mới là hồ sơ thật của viện chúng tôi. Kết quả chính xác là bệnh nhân Trần Thị Quỳnh bị vô sinh chị nhỉ? Quỳnh về rồi đấy hả con? Mẹ à, con sao thế? Mẹ gọi điện cho thằng Mạnh rồi đấy. Con không sao đâu mẹ ạ, con nghỉ một lúc là khỏe mà. Con uống cốc sữa này đi. Cảm ơn mẹ. Chuyện xảy ra như thế này mẹ mới hiểu được là mẹ sai như thế nào. Con vô quý của mẹ, mẹ phải biết giữ chứ. Mẹ, vợ con bị làm sao hả mẹ? Xem con bé có bị cảm không, để mẹ đi nấu cơm cho hai đứa ăn. Sao? Em bị làm sao? Anh đã nói dối, là anh bị vô sinh đúng không? Đây là quyết định của anh, một bí mật của riêng vợ chồng mình, được không? Tại sao anh lại bị em phải hy sinh nhiều như thế? Vì anh yêu em. Có như thế, mẹ mới thấy được những phẩm chất tốt của em. Có như thế, gia đình mình mới được hạnh phúc. Trước hết, vợ chồng mình cứ nhận con nuôi, rồi sau đấy từ từ chữa trị, được không?